Vừa qua, Sao Việt Nam đã tổ chức ngày hội thợ máy nhất nhất tại Nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của đông đảo cộng đồng thợ máy Việt. Đây là lần đầu tiên Sao Việt Nam tổ chức sự kiện tôn vinh nghề thợ máy và tinh thần nhất nhất bền bỉ, theo đuổi đam mê với nghề của những người thợ máy. Ngoài mục tiêu tôn vinh và cập nhật kỹ năng, ngày hội còn là sân chơi giúp tiếp lửa đam mê và gắn kết cộng đồng thợ máy Việt. Lấy ý tưởng mô hình nhất nhất gara được triển khai với 3 cụm chủ đề chính: gara mát máy êm ga, gara tăng tốc vượt trội và gara bền bỉ đường dài. Ngày hội đã đem đến nhiều hoạt động tương tác thú vị như check-in cùng siêu xe, trò chơi thử thách tính bền bỉ và tâm huyết với nghề, cùng khu vực trải nghiệm các dòng sản phẩm của siêu. Sự kiện cũng mang đến khu vực triển lãm tôn vinh người thợ máy nhằm chia sẻ những câu chuyện làm nghề và hành trình vươn lên của những người thợ máy trong công việc và cuộc sống. Vô cùng tự hào, tôi sẽ gắn bó theo nghề thợ máy và tiến tới đam mê và phát triển cái nghề nghiệp của thợ máy của mình. Là thương hiệu lâu đời, đồng hành cùng hàng triệu thợ máy trên khắp toàn cầu, chúng tôi luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng thợ máy. Shell cam kết luôn đồng hành và tiếp tục cùng cộng đồng này tiến bước trong công việc và cuộc sống. Trong tương lai, chúng tôi sẽ duy trì các hoạt động hỗ trợ và tiếp sức nhằm xây dựng một nền tảng đồng hành lâu dài cùng cộng đồng thợ máy. Những nỗ lực đồng hành và tôn vinh nghề thợ máy đã được Shell thực hiện từ năm 2019 thông qua cuộc thi thợ máy đẳng cấp thường niên. Ngày hội thợ máy nhất nhất là bước chuyển tiếp của Shell Việt Nam trên hành trình truyền động lực và tiếp lửa cho cộng đồng thợ máy Việt nhất nhất tiến tới.